I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling this demon. Xin chào quý chị nhà đầu tư. Em xin tự giới thiệu, em là Tân. Hiện tại em đang công tác, làm việc tại văn phòng bất động sản số 6 Hà Nội. Thời gian gần đây thì văn phòng em có mở rộng thị trường và đã đầu tư một số sản phẩm bất động sản ven biển tại thành phố Phú Quốc. Nên văn phòng em đã có một chuyến thực tế vào khảo sát cũng như là làm một số giấy tờ hồ sơ về sản phẩm của bên em. Và thì tiện đây thì em cũng có quay video lại một sản phẩm tại xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc để giới thiệu tới cô chú, quý anh chị nhà đầu tư để có thể tham khảo như đầu tư sinh lời nếu có nhu cầu. Đây là một mảnh đất ven biển có vị trí và phong thủy cực kỳ đắc địa với tổng diện tích là 27.000 m² với 130 m mặt biển và mặt tiền đường chính rộng 10 m, kết nối xã Hàm Ninh tới trung tâm thành phố Phú Quốc và sân bay. Và từ mảnh đất này tới sân bay thì chỉ mất khoảng 20 phút, và giao thông trong thành phố Phú Quốc thì cực kỳ thuận tiện vì đây là một trong những trục đường chính, và xã Hàm Ninh cũng là một trong những khu vực phát triển chính của thành phố Phú Quốc. Và qua đó có thể thấy thì đây là một mảnh đất vô cùng đắc địa, có mặt hướng ra biển và phía sau tựa với rừng núi phòng hộ của thành phố Phú Quốc. Và trên thực tế của mảnh đất này đây thì gia chủ cũng không có nhu cầu để sử dụng nữa nên muốn sang nhượng lại cho quý anh chị nhà đầu tư mới. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Và để có cái nhìn toàn cảnh rõ hơn về mảnh đất thì em mời quý anh chị nhà đầu tư cùng tiếp tục theo dõi video em quay từ trên cao xuống để thấy rõ hơn về mặt biển tuyệt đẹp của mảnh đất này. The past is where it stays, way back a year ago. We'll be right back.
back a year ago. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race. Và tại lúc này đây thì đi cùng với văn phòng em là người của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc về đo thực tế diện tích cũng như là mốc giới với những hộ gia đình xung quanh. Và việc này cũng để khẳng định và thể hiện rõ hơn về cái vấn đề thủ tục pháp lý của mảnh đất và hoàn toàn hợp pháp cũng như là không hề có tranh chấp. Và với một diện tích lớn có mặt biển rộng tuyệt đẹp như thế này thì cô chú quý anh chị nhà đầu tư thì hoàn toàn có thể đầu tư và kinh doanh mà rộng mô hình nghỉ dưỡng du lịch ven biển, không kém gì với những tập đoàn lớn đã và đang hoạt động tại đây ạ. Và với cái tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát và nhu cầu du lịch cực kỳ lớn của cả du khách nước ngoài cũng như là trong nước hiện nay thì đây có thể là một mô hình kinh doanh rất là tiềm năng để có thể đầu tư sinh lời. Và với một sản phẩm có thể nói thực đẹp này thì cô chú và quý anh chị nhà đầu tư nếu có quan tâm muốn tìm hiểu thêm về thông tin cũng như là một số sản phẩm đất ven biển khác thì có thể liên hệ với văn phòng em qua số điện thoại 0964 616966 hoặc 0963 956 256 để được bên em tư vấn và cung cấp những thông tin quý giá tới quý anh chị nhà đầu tư ạ. Em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ.